Ngày hôm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, xác định ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án giả soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng bảo đảm thu hồi triệt để cho nhà nước Chiều ngày 24 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, môi trường, công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với 3 cán bộ trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương Lâm Đồng, gồm bị can Lê Phước Long, giám đốc, Lê Như Nguyễn Thái Bình, phó giám đốc, và Ngô Văn Thành trưởng phòng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Từ năm 2016 đến năm 2019, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã ký nhiều hợp đồng thực hiện các gói thầu phát triển lưới điện trên địa bàn các huyện. Sau khi hoàn thành các hợp đồng, Ban giám đốc của trung tâm đã chỉ đạo Ngô Văn Thành hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu không đúng thực tế để rút được các khoản tiền do chủ đầu tư thanh toán ra khỏi hệ thống sổ sách. Hành vi của ba bị can này đã gây thất thoát với tổng số tiền là gần 2,7 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ, tăng vật thu giữ là gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. Thông qua công tác nắm tình hình, phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ với số lượng lớn, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh. Vào khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 1 tại khu vực thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, trú tại thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình và một đối tượng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị tăng vật thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô và 73 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Trên địa bàn xã Trí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang mới đây đã xảy ra vụ bắt cóc bé gái 9 tuổi là học sinh trường tiểu học xã Trí Cà. Rất may nạn nhân được giải cứu kịp thời. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng bắt cóc. Khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 1, khi bé gái đang chơi cùng một số bạn trên trục đường nối xã Xín Mần và xã Chí Cà, thì bất ngờ bị một người đàn ông đến bắt đi. Phát hiện sự việc bố của nạn nhân đã truy đuổi đến khu vực cột mốc biên giới số 190, thôn Hậu Cấu, xã Chí Cà. Tại đây đối tượng đã manh động dùng dao tấn công, nên bố cháu bé đã lớn tiếng truy hô người dân đến ứng cứu. Khi thấy người dân và lực lượng chức năng đến, đối tượng đã bỏ lại cháu bé trốn vào rừng. Trong lúc rằng co vật lộn với kẻ bắt cóc, cả hai bố con nạn nhân đều bị thương, riêng cháu bé bị thương ở vùng đầu và bàn tay trái. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần đã đến thăm hỏi trao quà động viên bé gái và gia đình. Hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của COVID-19 ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, biến thể gn 1 là một biến thể phụ từ biến thể BA.2.86 của Omicron, được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm và là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan. Biến thể phụ gn 1 được phát hiện ở 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, nhập viện điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 12 năm 2023. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề, việc giao lưu đi lại sẽ tăng cao. Ngành y tế đánh giá Nguy cơ gia tăng số ca bệnh và số ca nhập viện do Covid-19 là hiện hữu và để phòng chống Covid-19, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.